Ok các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm sao để mà khi mình tải cái Shadow Rocket về rồi thì làm sao để mà mình sử dụng được nó. Thì đầu tiên á, các bạn bấm vào phần là kiểu kết nối ha, và các bạn sẽ bấm vào một cái là Proxy đó. Thì đó là cái tinh chỉnh đầu tiên, thì để mà mình tinh chỉnh cái này để sau này mình vào những cái App Store này kia đó nó không có bị lỗi. Cái thứ hai á, là các bạn bấm vào một cái phần là cấu hình. Thì trong cái phần cấu hình này thì nó có một cái là default các bạn. Thì mình sẽ bấm vào cái chữ Y bên phải, và mình sẽ bấm vào một cái phần là tổng quát. Thì thường á, thì nó sẽ là giống như vậy, nhưng mà khi mà như vậy thì nó sẽ gặp rất nhiều vấn đề các bạn. Thì các bạn sẽ tắt cái phần, nói chung là mình sẽ tắt cái phần này và mình tắt hết á. Nói chung là mình tắt hết và mình kéo từ trên dưới ha, mình sẽ tắt hết nha. Và mình chỉ đợi một cái là vượt hệ thống thôi, đúng một cái này thôi, và mình tích, mình bật nó lên, mình luôn. Như vậy là thành công đó các bạn. Thì lúc này chỉ cần là mình vào trang web và mình cập nhật server thì như vậy là mình dùng được hết các bạn. Và cuối cùng thì chúc các bạn thành công.